Cát Tường và Quyền Linh xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Hy vọng là hôm nay Cát Tường và Quyền Linh sẽ đi được đến đích cuối cùng, đó là mai mối thành công cho hai cặp đôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Hạ màn xuống. Tướng của em cũng hơi bị con trai chị. Cỡ cỡ cho Cát Tường. Trời, chị nhiều người thích lắm em. Nói được cái buồn em. Và bây giờ xin giới thiệu bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Wow, chào em. Tay này được á nha, ngầu quá nha. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Hương Lan, 26 tuổi, hiện đang làm tổng đài viên cho một công ty dược thảo của Nhật. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ. Xin chào anh. Mình tên là Nguyễn Như Là, 31 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy gì bạn Như Là? Dạ, em là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng hả? Lăn lê vào trường anh. Đúng rồi, dạy cấp mấy? Dạ, dạy cấp 3. Thì có sao chưa có người yêu mà tới đây? Em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi, nhưng mà tại vì chắc không có hợp tính á. Điều gì làm cho bạn hợp và điều gì làm cho bạn không hợp? Chắc là phải có cái sở thích giống nhau, với lại cái quan điểm sống cũng giống nhau. Sở thích giống nhau thế nào? Thí dụ như em thích chơi thể thao, thích đi du lịch, thích đi phượt, thích xem phim, ăn uống đó. Thích nhiều quá hả? Dạ. Bên đây là nghe rất là căng thẳng, rất là chăm chú nha. Chị thấy hôm nay cái style của em rất là dễ thương. Mà em cũng rất dễ thương nữa. Chị không tin là em không có bạn trai đâu à. Tính của em cũng hơi bị con trai chị, không có được nữ tính á. Cỡ cỡ chị Cát Tường. Trời, chị nhiều người thích lắm em. Nói vậy chị buồn em, chị nữ tính lắm. Chị cá tính thôi. Em cũng nở nữ tính giống chị. Đúng rồi. Những ưu điểm của mình, bạn mình em thấy là những cái ưu điểm của em và những khuyết điểm của em. Em vui tính, thẳng tính. Em biết nấu ăn. Vậy thôi chị. Những cái khuyết điểm, những cái chưa mạnh của mình. Em hơi bị lười đi chơi chị, ví dụ mà đi gần thì đi, còn hả rủ đi mà ví dụ đi ăn hay đi gì mà đi xa quá là thôi ở nhà ngủ chứ không đi. Thì quen bồ bạn trai rồi đi chơi rồi sao? Bởi vậy giờ mới ế đó chị. Nhưng mà giờ em cải thiện từ giờ chị. Mình có năng khiếu gì không hay là có sở trường gì không? Em biết hát. Thử một khúc đi, vỗ tay đi cái gì. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Matches, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Không nhận bạn gái mà chị hát tiếng Lào hay ghê. Thấy vui thôi chứ nghe là dễ thương lắm nha. Bạn có biết hát hò gì không? Cũng biết chút chút. Đâu thử làm đoạn coi. Sẽ em hát cái bài Lâu Đài Tình Ái. Hơi căng thẳng. Vỗ tay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Không nhận nha, lúc nhìn dễ thương đẹp trai nhưng mà hát mỏ nó nhọn quá. Một bên thì hát nhạc ngoại, một bên thì hát nhạc trữ tình. Em có thích con trai có gu sến sến không? Dạ không. Bây giờ bạn trai bên đó đẹp trai nè, yêu thương mình nè, điều kiện đầy đủ hết trơn, chỉ có mỗi tội hơi sến sến thôi, em tính sao? Để coi ảnh có chỉnh được không? Chỉnh là ủa, sến đâu có gì sao? Đâu mà em không thích em. Ôi. Sến thì ngọt ngào dễ thương chứ bộ. Em ước chịu ác. Nổi anh ơi. Chịu nổi gì? Nổi gì dạ. Em thích nghe nhạc sến luôn hả? Dạ thích nghe, nhưng mà thích nghe ca sĩ lên. Em thích người đàn ông ở những điểm nào? Dạ em thích đàn ông nam tính, không hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không chị Cát Tường, em không hút thuốc. Hên quá. Không gia trưởng, không có tính toán như phụ nữ. Có không em? Em hiền lắm. Có gia trưởng không? Không. Có tính toán như phụ nữ không? Không. Có thích phụ nữ không?
Không. Khó không? Thích con gái thôi chứ phụ nữ không thích. Nói không cái là thôi luôn à. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào? Chị biết Channing Tatum. Ai? Channing Tatum á chị. Cái anh đóng phim The Vow á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao em vọng ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung. Thì tại vì anh đó anh đẹp trai mà nó có 6 muối. Rồi, đẹp trai mà có 6 muối. Anh có một muối à? 6 muối cỡ Phạm Văn Mách được không? Dạ thôi. Thôi 6 muối đó. Cơ bắp cuồn cuộn em cũng sợ lắm chị. Ủa chứ sao em khó quá, 6 muối thì phải cuồn cuộn chứ không tập cuồn cuộn sao lên 6 muối? Tập cái bụng thôi. Có muối nào không em? Dạ em có 4 muối chị ơi. 4 à hả? Mà hồi xưa nó 4 muối, bây giờ nó còn lại con muối à. Gì kỳ vậy? Mẫu hình lý tưởng người bạn gái của mình như thế nào? Có gương mặt ưa nhìn, cái thân hình là thể thao á. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ kiểm tra thể lực, bên đây ta thích 6 muối nè. Dạy cái gì, nghĩa vụ quân sự hả? Thể lực khỏe không? Dạ khỏe. Hít đất nổi không? Dạ, em hít tới được 30 cái lần vậy. Rồi đâu làm thử. Rồi làm 30 cái chứng minh luôn. Làm thử luôn đâu được mấy lên, cái. Kiểm tra mem anh lên. Không nổi. Bây giờ mấy cái tinh tế. Thể lực. Ủa, thiệt luôn nha. Thiệt chứ sao có gì đâu mà giả. 2 3 3 4 5 6 7 8 9, thiệt luôn hả? Thiệt 10, luôn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quá dữ, quá dữ. Đuối chưa? Té khói rồi. Quay mặt ra nhìn cái coi. Trời ơi quá dữ. Nó chơi làm thiệt luôn vậy đó nha. Hả? Thiệt mà. 30 thấy sức còn nữa đó, cố gắng là mới té khói rồi. Tôi kết cái vụ hít đất rồi đó. Bữa nay hít đất 35 cái. Bạn trai có ai đi theo không? Người thân không? Dạ có em gái. Đâu em gái mình coi coi. Rồi chào em gái. Dạ chào chị Cát Tường, anh Hoàng Linh và khán chào giả. Bạn thấy sao? Dạ em thấy chị dễ thương được. Anh em thì hơi hiền. Chỉ cần chị đừng ăn hiếp anh em là được rồi. Rồi có bạn rất nhiều. Xem bên đây có ăn hiếp không? À dễ thương nha. Anh bên đây á là khỏe mạnh, hiền đấy, thầy giáo nữa. Thành ra anh thấy môn đăng hộ đối vậy là được rồi. Bảo đảm anh nhìn em anh sẽ thích thôi. Dạ à, được. Rồi anh thấy như vậy là ổn đấy. Vấn đề là cái cảm nhận của hai bạn thôi. Nếu mình đối tượng mình nói được thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? 6 tháng là được. Mà thật sự bây giờ em đã muốn lấy chồng chưa? Em muốn lên đây nè. Muốn lắm rồi ha. Rồi kéo màn lên. Hai phút gặp nhau. Bắt đầu. Anh tặng em. Cái này là anh tự làm đó hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy anh thớ tay không? Xem hoa đi. Dạ. Trời hoa đẹp quá, vậy làm bằng cái gì vậy ta? Dạ, làm bằng tăm tre vậy. Em làm là cả tuần á. Làm cả tuần đó hoa này hả? Đẹp quá ta. Dạ anh muốn hỏi gì anh hỏi đi. Em anh mới đầu nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh thì khi mà quen thì anh xác định là quen đến cưới. Còn không biết em thế nào. Dạ em cũng vậy. Nhà em ở thành phố ở chỗ nào? Dạ em ở Tân Bình. Có gì anh rủ đi chơi rồi anh đưa rước qua bên đó được. Em đi chơi là em thích đi ăn rồi, em không thích gì đâu. Anh cũng thích ăn uống lắm. Anh thích ăn ốc lắm. Anh còn thích đi chơi chỗ nào khác ngoài đi ăn? Cũng thích đi phượt đó em. Anh có cái sở thích là hay đi xe Honda, đi phượt miền Tây hoặc là những cái chỗ khu du lịch rồi đó. Hoặc là đi xe đạp, đạp xe đạp đi du lịch. Bạn gái cảm nhận thế nào khi gặp người con trai này? Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng thật thà. Thôi vậy mình bấm nha. Ngu dữ vậy, từ từ bình tĩnh. Bạn có thể nói một câu nào thật hay, thật lãng mạn nào thử cô gái cảm nhận ra sao? Anh thì khi quen bạn gái thì anh rất là nhiệt tình và rất là chân thật. Có nghĩa là rất là quan tâm tới người mình thích. Cũng đang rất muốn là năm nay nếu mà quen được thì cưới vợ. Hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy thật sự đó là một cái người có thể đi một cái đường dài với mình trong tình yêu thì mình nhấn nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết
thời gian. Xin mời bạn. Bạn nam đã bấm nút rất là sớm từ tiếng đếm thứ hai. Có vẻ rằng bạn nữ đã quyết định từ đầu rồi, không bấm nút. Lý do tại sao vậy bạn? Em tính thẳng thắn, em không thích thì em sẽ nói là em nghe nói ngay từ đầu. Đó giờ em vẫn vậy. Bạn bạn trai thấy thế nào? Nói chung là cũng có cơ hội, nhưng mà cũng hơi buồn thiếu, nhưng mà cũng không sao, cũng còn cơ hội rất là nhiều. Có thể là gặp nhau ở đây thì chúng ta còn có thể gặp nhau ngoài đời nữa, trở thành những người bạn tốt với nhau, giúp đỡ trợ nhau trên con đường của mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công hơn nữa. Cảm ơn. Em không thích bạn trai mà hả hung trộm em, phản xạ tự nhiên, em tát một cái là không thấy trời đất luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn xuống. Có vẻ không khí hơi buồn quá nhỉ. Mong rằng cặp đôi thứ hai này sôi nổi lên chút xíu coi. Xin mời chàng trai xuất hiện. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Sao tay lạnh ngắt vậy? Giờ nãy giờ em ngồi đó thấy run quá trời luôn. Gì đâu run? Bạn quê đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Em tên Đức, Lê Anh Đức. Lê Anh Đức. Dạ em 26. 26 làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật cho một công ty in. Làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 5 năm rồi. Kỹ thuật in ha. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, dễ thương quá đi. Thật là đáng yêu. Em xin chào chị Cát Tường. Anh xin chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh. Em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà... Em làm bên hàng hóa order cho công ty nước ngoài. Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? Tại em thấy không hợp với lại lớn tuổi. Ủa em không thích lớn tuổi hả? Lớn hơn khoảng em chừng 4 tuổi đổ lại, hoặc em lớn hơn tuổi. Trời gì cũng lạ vậy. Dạ. Anh bên đó hơn em 1 tuổi đó, anh 26 được không? Dạ được chị. Được ha. Dạ. Sở thích của em là gì? Em thích nấu bánh, nhưng mà nấu rất là dở. Không sao, thích là được rồi. Thì mỗi lần mà dở nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết. Trời không ăn hết là em dở nè. Vô này hơi căng nha. Căng rồi nha, làm dở ăn chắc. Hèn chi mấy anh kia chạy mất tiêu. Ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai em ăn tính em bỏ nhau gì vậy? Dạ bánh em làm một mì, em quậy trứng xong cái em chiên lên. Xong rồi cái em trét sô-cô-la lên nữa. Trời ơi. Này là thập cẩm luôn hả? Bánh gì kỳ lạ vậy? Tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy. Bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao? Dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không. Ngon lắm á anh ơi. Ấy nãy giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh. Làm bánh ép ăn á. Ngoài cái công việc chuyên môn mình, bạn còn có tài gì nữa không? À, em biết hát ru con. Ru con? Dạ. Tập dần dần làm ba đúng không? Dạ. Đâu ru thử một khúc coi, coi như bên đây là con đi. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gói tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Dạ hết. Trời ơi, ngọt à nha, ngọt à. Giọng ca này anh Linh cũng ganh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi. Cũng dễ ngủ quá anh Quyền Linh ơi. Vậy hả? Vậy còn em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, lại nhìn men men chút nữa chị. Giống như Johnny Trí Nguyễn vậy đó. Trời ơi, ít quá ha. Không thích. Đầu hói, bụng bự. Bụng bự đẹp mà, bụng bự ngủ ôm chạm xuống. Nha, đụng chạm thôi nha. Chơi. Thôi đụng chạm nha. Với lại em không thích bạn trai mà hả hung trộm em. Hung trộm là sao? Giống như chưa xin phép em mà đó hung. Phản xạ tự nhiên là em tát một cái là không thấy trời đất luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá dữ. Bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả? Dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn. Đi đâu? Đi mất tiêu, xách dép bỏ chạy luôn chị. Thôi mình bớt bớt lại đi, tại mình dễ thương, người ta mới hung trộm. Nó phản xạ chị ơi. Ôi, nhưng mà nếu mình đi xin thì cho không? Để coi coi, nếu được thì em cho. Khả
Bạn trai bên kia muốn hôn là nhớ xin đàng hoàng nha. Dạ em nhát lắm, không dám hôn ai đâu. Thế dù lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này á. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai vậy sao làm gì không có chuyện có người yêu? Dạ em có nhưng mà 3 năm nay em ấy. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu á không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Chí Nguyễn á. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi, bây giờ chị hỏi em nè. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Em làm việc trong môi trường nữ nhiều, cũng có người làm mai em. Lần đó chưa vậy cái anh đó nắm tay em cái em hết hồn quá, cái em về luôn. Nắm tay chuyện bình thường mà mới gặp mà giống như đụng chạm nắm em tay mà hết hồn. Nói chung không thích ai đụng chạm mình hết. Dạ giống như mới gặp mà chị, đụng cái em sợ. Mày gặp bao lâu mới đụng được? Đó cũng chưa biết nữa chị ơi. Ví dụ giờ được thì em có muốn tiến tới hôn nhân luôn chưa? Để em coi trước cái chị, chưa biết. Coi gì? Coi mặt á hả? Dạ giống như tính tình nữa chị. Mà ví dụ được á thì có định tiến tới hôn nhân không? Nếu được. Được không? Dạ. Đó mặt có được không? Hello. Được không? Dạ nếu được thì em cũng tiến. Nhưng mà giờ bạn ở nhà thuê em chịu ở nhà thuê không? Thì hai đứa cố gắng. Bắt rễ không? Nó về em hỏi mẹ em lại nữa, em cũng chưa biết. Có mẹ em ở đây không? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại bạn. Anh ruột hả? Anh trai dạ. Coi đâu sao? Anh trai đâu? Dạ chào anh. Dạ chào anh Quỳ Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Anh thấy vậy là được rồi á, tới luôn đi Linh. Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tá cắt nhà ở luôn. Trời ơi. Rồi bữa nay được lắm hay sao vậy? Trời ơi, mặt tiền sáng sủa hay hàng chi ông anh nhất bắt rễ cho miếng tá cắt nhà. Tốc độ vô lên. Quá dữ, lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó trời. Dạ cảm ơn chị. Ông anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á. Trời ơi, mấy anh chia bớt em. Trời ơi, được hên quá, có anh này quá trời sung sướng rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rể là mất cái nhuệ khí của đàn ông. Em có nghĩ vậy không? Thôi cái đó thời xưa thời phong kiến rồi chị ơi. Mất mới gì mất nhuệ khí đàn ông? Ý, tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất mới người ta mất mới nhuệ khí đàn ông ở rể mà mất hả? Bỏ đi em. Sao gì bỏ? Ở rể là ở rể. Anh ở rể nè. Đó thì tôi biết mà. Tôi biết mà. Tôi biết tôi đụng chạm mà, nhưng mà dễ thương lắm, cặp này xứng đôi đó. Phước ba đời mới lấy được người vợ mà tao nói mình nhờ giả được. Trời dễ thương lắm em ơi, có đất rồi, có đất xây nhà rồi em ơi. Có người thân đi theo không? Hai ông anh. À hai ông anh bên kia, hai ông anh. Thử hai ông anh đây chịu chơi không nha. Dạ chào anh. Dạ chào chị, chào anh Quỳnh Linh. Dạ anh. Nếu mà em nó được thì dắt về chị Quỳnh chạy tôm với câu cua. Anh có chạy tôm đúng không? Trời ơi, chạy tôm ngon lắm à. Trời ơi, vậy là quá. Được rồi, quá được rồi. À, anh thấy cô bên kia được không anh? Tiền em mình thôi. Trời, mấy ông anh này dễ quá ta. Rồi, kéo màn lên. Cái vụ nuôi cho ao tôm với cho miếng đất thì được à. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời, gặp gái gì không vậy? Gì vậy? Gì cuối không vậy trời? Gì cuối sợ như vậy? Dạ em tự nhiên em thấy nó rung lại anh ơi, hồi nãy hết luôn. Cho chàng hóa tay cho đỏ rung đi. À, em nói đi. Em không biết nói gì hết trơn. Hồi nãy anh tính làm cái gì anh quên ra. À đúng rồi, tặng quà. Đừng có nắm tay nha. Dạ không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin đàng hoàng nha. Anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái thôi được không? Không, em xin. Em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Tính tình thì em chưa biết, tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao? Anh khó trong á, không phải khó. Khó trong. Anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á, anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi. Tại vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao?
Đi làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh phải ăn cơm chứ. Em thì làm cũng được mà không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ngoài được à. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy, anh khó thì anh phải gọn chứ. Thì tại anh không gọn nên anh mới kiếm một người như vậy. Vậy ủa vậy là kiếm người vậy làm u sim hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không có bắt. Còn để đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe nhìn giọng đây nói nè, nhìn đâu không, không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì. Dạ em đang cảm nhận giọng nói rồi, từ lúc đầu á em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Trời ơi, ghê gớm á, ghê gớm. Dạ, biết cách nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó anh. Lù khù giác cái lù chạy tốt ha. Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ừ. Ghê lắm cái. Chắc làm bộ nhát hay sao quá chị. Đâu có. Em thấy không có nhát. Bộ cúi xuống không, không dám nhìn mà quất câu nào trúng câu đó. Thấy gì nữa ta. À sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch. Thích xem phim, cà phê với bạn bè. À sau cái chương trình này á có hai cái vé đi xem phim. Thì anh anh mong là em đi với anh nha. Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có nếu mà đồng ý thì có vé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê, ghê. Được hai vé miễn phí không anh? Đúng rồi. Hai vé phí. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé, hai đứa mình đi riêng hay em? Trời ơi. Ý là người ta bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em, để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à. Dìm đâu dìm, nãy giờ tôi đưa lên không, nó dìm đâu. Tự nhiên sao nay em rung quá à. Anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có rung sao? Trời ơi, nổi da gà rồi đó, trời ơi đó. Em nổi da gà với anh rồi anh à. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút đi em. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó. Bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Tự mua vé đi coi luôn đi. Bấm đi em, ừ bấm. Bó tài. Rồi đó, hai người tự đếm, tự bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm, muốn đếm số mấy đếm? À, số 3 2 1 Trời ơi. Không. Bây giờ làm sao mà về xin xỏ gì được thì tôi mới tặng vé. Không xin là coi như ăn bập tay, nãy có nói rồi đó. Dạ em không xin đâu, em nhắn là không xin đâu. Không xin là không có tặng vé. Con lẽ. Em không hung đâu. Thôi mình nắm tay được rồi em. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi nha. Trời, nắm tay mà nhẹ nhẹ thôi. Tay anh lạnh lắm. Nắng còn nhiều, nắng còn mần nữa chứ. Em rung cái tay. Rung gì rung mà mần vậy. Nè, vô xem phim mà cũng hôn, muốn hung cũng phải xin nha. Vừa lòng chưa? Dạ em quá hài lòng luôn chị. Quá hài lòng luôn ha. Chúc hai bạn sẽ bước xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chúc mừng. Nắm tay dẫn đi xuống đi. Cái gì vậy? Đi xuống. Trời ơi. Trời ơi. Cho em xin phép anh Linh, cho em được nắm tay anh Linh. Tán cái giờ. Đâu phải dễ đâu. Xin cũng khó lắm. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ôi, kinh quá. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ thì bạn nữ giới thiệu về mình đi. À, dạ em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. À, xin chào MC Quỳnh Linh. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi. Hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ, thủ phủ cà phê. Bạn gái
Hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. À, nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. À, bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé này bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không phải em đó, em nít na thùy mỹ lắm, không phải đâu mọi người ơi. À, bề ngoài của em á rất là xinh xắn, công việc ổn định, và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao ế? Em cũng không biết sao, nhưng có thể là duyên em chưa tới. Dạ. Cũng có một vài chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Dạ. Rồi bạn trai bên kia mình giới thiệu về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ, với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ, mà em soạn sẵn để đấy rồi, mà cuối cùng em chạy xuống Nhân Trạch như một vị thần, mà cuối cùng quên em lại không mang giấy tờ gì theo. Thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng vậy. Đàn gái. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Em yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ 3? Dạ. À, công thức à. Quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ 3 này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Mà nam? Dạ, thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên, thì cũng là chỉ sinh viên, thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá, quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Rồi mối tình thứ 2? Thứ 2 thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường, thì mình đi làm thì lúc đấy cũng chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người nữa, thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn. Và dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi, chứ nhiều khi mình không có gì người ta đâu chọn mình đâu. À, cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ 3 là không, người khác không liên quan. À, tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho. Dạ, người ta. Dạ chính xác. Thứ 3 đáp ứng nhu cầu ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn bạn nam phải cao trên 1m7. Cao 1m7, gì nữa? Vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ủa sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. Râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu như anh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đi qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh đó yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm, mà tóc ảnh nhiều cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Ừ rồi sao? Có nha. À, đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Rồi. Thôi được rồi, không thích hói. Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích hói nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ. Rồi em còn thích gì nữa không em? À, em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Chắc sạch anh. Thôi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi. Được, sạch sẽ. Được, sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Mày nó không cơ bắp, nó có mỡ không à? Người tròn tròn thì dễ thương, mà miệng thì dễ thương. À, cái gì? Hình như tả đúng cô lắm hay sao? Bên kia khán giả vô tay kìa. Khoan coi, khoan coi. Khoan coi, tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi. Người ta thích đàn ông là cơ bắp, khỏe mạnh, có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời.
cô này cô gu khác, cổ không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ tập gym á, sồ rồi người ta thích sáu múi này kia sao? Chứ em thích sáu múi không? Em rất thích sáu múi. À, thấy chưa? Ai các cô như thích sáu múi không? Có ai thích gu như anh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á Linh, không có ai gu luôn. Thì thua rồi. Thua rồi. Gu quá tài rồi. Không giờ còn gì nó khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà, đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi biết mở rào chứ. Ủa nãy mở qua bên coi. Đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em gu em á, theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. Ấy là gu em đó. Có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời. Cao mét mấy nha? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn mét 7, bên đây chắc dưới mét 7 rồi. Dạ, em dưới mét 7. Mét 7 được không em? Chị mét 7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ví dụ trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay hay hay. Được không? Được. Mà hỏi được không? Chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? Hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ, rồi. Xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em anh Linh. Bây giờ anh hỏi vậy nè. Hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó. Ai không thích đàn ông hói mail về thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn trai hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy đó. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này làm là cái bắt cam cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không? Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng. Này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Mình biết tất cả môn thể thao. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha. Nhường. Sao nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ bạn xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt vậy sao? Này ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc nhìn mắt lên nói qua nói lại giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào? Em với bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương, gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được 63. À 63. Còn em trai? Dạ em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. Em ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy Thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn hoặc là những cái gì roman là mình rất là thích. Quan điểm tình anh, yêu của mọi người có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Em bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người
chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm, nhưng mà qua hai mối tình này không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì anh phải ghen nữa thôi. Em là người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp hay là em của thằng bạn thân, hay là em gái mưa hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là... Người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cắt bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Hai được. Làm được gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp, sau này ngồi là nhớ lại. Cái tình yêu cũ gì đã trở về cắt bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè. Rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở. Mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết. Chứ đó không dám ngồi nhận ngồi trai cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát lại đi. Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Em hơi run, em hơi run. Em sao? Lại hai bạn. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ luôn. Đi vậy vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi. Em hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi. Dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta. Giấu em những hôm không về nhà. Dẫu em từ trong anh mẫn, từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng đơn. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin. Mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu, mình mất cảm giác yêu, mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi. Như thế cũng đủ rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp. Chờ đợi. Chờ gì nữa. Trời ơi, tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái à? Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành. Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành
Không, em quy định chương trình chị á, không hôn là không có cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy, đúng với cái trái tim của mình, tại sao vậy không có thể cho mình thơm má nữa không? Yeah. Làm gì hôn xong mà nó hết rồi. Không, bạn rất là thơm. À, đây là chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Những vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm niệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Niệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc mừng hai bạn, xin mời. Chờ em gái đi trước, mình đi sau bảo vệ cho phụ nữ nha. Rồi, xin chúc mừng cặp đôi của chúng ta. Em muốn gia đình để cho mẹ yên tâm. Mẹ đã khổ với em nhiều rồi. Mời bạn trai. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin, trước tiên là em xin chào anh Huyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, thì xin chào quý vị khán giả. Chào thì em tên là Võ Thị Hồng Linh. Dạ, em 32 tuổi ạ. À, quê quán em ở Ba Tri, Bến Tre và hiện là em đang công tác tại Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Anh trai, giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Huyền Linh, chào xin em. Chào chị Hồng Vân và chào xin em. Chào quý khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Nguyễn Phước Tường, 38 tuổi, quê ở quận 9 và nghề nghiệp là giáo viên dạy... Quê nào quận 9 ông ơi? Quê xa lắm á, quận 9 quê á. Hồi hộp, hồi hộp. Em là thầy giáo dạy về gì? Dạ, em dạy văn anh Nguyễn Linh. Dạ, bao nhiêu năm rồi? Dạ, dạy 12 năm. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là sống hòa đồng, có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ với người khác. Khuyết điểm thì nhất là nó hơi bề bộn. Cái khi cái phòng... Dạ, chưa có gia đình nó vậy đó, phải không? Dạ, em cũng không giấu gì anh Nguyễn Linh, em cũng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Em có mấy đứa con? Dạ, có một cháu gái. Lớn chưa? Mấy tuổi? 2 tuổi rưỡi. Con trai hay con gái? Dạ, con gái, ở với mẹ. Đó. Em nghe cái việc mà ảnh đã một lần gãy đổ như vậy thì em có cảm thấy lấn cấn hay là như thế nào không? Theo em thì duyên phận, mỗi người đều có cái duyên phận khác nhau. Ví dụ anh bên kia duyên phận là bao nhiêu đó thì... Hết. Thì duyên phận của người sau tiếp nữa hay không thì hôm nay sẽ biết. Em có mấy mối tình rồi? Tình duyên của em thì trải qua một mối tình cách đây 7 năm. Quen vài tháng nhưng mà em thấy bạn kia nhỏ tuổi hơn nên là em quyết định chia tay. Trong 7 năm em chưa có mối tình nào khác nữa hả? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Người này chắc có nhiều mối tình lắm, sao có một mối tình rồi? Có nhiều người theo đuổi không? Dạ cũng có, nhưng mà tại vì quê em là ở Ba Tri, Bến Tre, nhưng mà em lên Mỹ Tho em làm thì em muốn định là lập nghiệp trên đó. Rồi công việc ổn định thì em mới tính tới gia đình. Giờ ổn định chưa? Dạ rồi. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em là biết thiêu thừa, may vá, nội trợ. Còn nhược điểm của em là do gia đình hồi xưa nhỏ là nhà ăn chay, nên là ăn chay em không có nấu đồ ăn mặn nhiều. Thì sau này khi đi làm thì em có ăn mặn nhưng mà ít nấu mặn ở nhà. Em dạ, chào chị. Ừ, chào em. Vợ trước của em á, là tụi em chia tay nhau bao lâu rồi? Khoảng hơn nửa năm. Tức ly thân luôn. Trước đó cũng cả năm. Là tụi em đã đăng ký kết hôn chưa? Dạ, chưa đăng ký luôn. Cô ấy không chịu đăng ký, nhiều lần hứa hẹn, em biết không biết gì lý do gì. Lý do sao mà chia tay vậy? Cái vấn đề tài chính nữa, tại em là giáo viên á, cái thu nhập chị cũng biết rồi. Với lại một điều nữa có thể là cô ấy không muốn làm dâu. Bây giờ là em có hay lại thăm con không? Dạ có.
tuần nào em cũng đến thăm cháu một lần. Ờ, có nào cũng quay về không? Dạ chắc không, em nói có rất nhiều. Có nghĩa là tự động hai người chia tay luôn á? Dạ, cứ đi. Em có viết một cái tờ giấy cam kết ta vậy thôi, viết em giữ vậy thôi. À, có giấy cam kết đúng không? Dạ dạ có. Đó anh lo cái vụ đó đó, em thủ rồi đúng không? Nhiều khi đang có người yêu thì có quay về cũng đâu, ủa tôi với anh chưa chia tay sao? Nhưng mà nếu cô ấy quay về, quay lại với em thì em nghĩ thế nào? Nói thật ra bây giờ em cũng không còn tình cảm, chỉ còn cái nghĩa thôi, chứ tình cảm thì nó cũng hết luôn rồi. Anh phải làm rõ ràng cái chuyện này đó. Dạ. Xin lỗi em vì quyền lợi của nhà gái, cho nên chị phải hỏi hết. Cái một nửa của em á phải là một người đàn ông như thế nào? Hài hước, vui tính nhưng mà nghiêm túc trong tình cảm, biết chăm sóc, quan tâm người thân trong gia đình. Khi mà bên ngoài giao tiếp xã hội thì khi mà bước vào gia đình thì vẫn quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình. Và bây giờ thì em muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ em cũng đơn giản thôi, biết lo cho gia đình, sống có trách nhiệm, tôn trọng người khác, lễ phép với người lớn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Tuổi này cũng không quan trọng cái điều đó. Không quan trọng. Dạ nói chung không, cô trung bình là bên, được rồi. Cô gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn, yên tâm ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi với cô ruột của em. Chào anh Quyền Linh. Dạ. Và chào chị Hồng Vân. Tôi thấy cháu trai này cũng tướng cũng lịch sự, cũng hiền, vui vẻ. Cô nhận xét thì hai cháu cũng xứng đôi. Cô chúc hai cháu có duyên với nhau và bấm nút. Khuyến khích là bấm nút rồi đúng không? Còn em đi với ai vậy? Dạ em có đi với mẹ và một người bạn đồng nghiệp. Tôi thấy tùy theo sở thích của con tôi thôi. Tôi cũng đã già rồi. Dạ. Không nghĩ gì hết. Nhưng mà bác cảm nhận về cái cô gái này như thế nào ạ? À? Người nào cũng vậy thôi. Dạ. Miễn là con tôi nó đồng ý là được. Dạ. Có nghĩa là mẹ là hoàn toàn là mẹ theo ý em hết đó nha em. Dạ. Cái điều mà mẹ muốn là chỉ mong em có hạnh phúc thôi. Bạn trai đã xúc động và rơi nước mắt đó. Vâng thấy mà. Em muốn gia đình để cho mẹ yên tâm. Mẹ đã khổ với em nhiều rồi. Rồi, cảm ơn cô. Quan trọng là chứng minh mình nha. Yeah. Nào, mở rào. Chào em. Đứng lên luôn. Thôi, con có bông muốn tặng cho em. Dạ, rồi, cảm ơn. Em là con gái Bến Tre miền Tây nên là cũng có trái cây ở miền Tây em gửi. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Dạ. Anh hơi xúc động chút xíu, thông cảm cho anh. Dạ. Thì qua trao đổi hồi nãy giờ thì anh thấy là em xin mời anh nói trước. Tự nhiên không biết nói gì nữa. Em dễ thương, xinh. Giống như là giữa chúng ta có một cái điểm gì đó chung rồi đó mà anh chưa tìm ra. Anh nghĩ là như vậy. Dạ. Em có nhận xét gì về anh không? À, nãy là em nghe là thầy giáo dạy văn nên dạ. Chắc dạy văn thì cũng cảm xúc dạt dào. Người nam thường là rất là ít rơi nước mắt, nhưng mà một khi rơi nước mắt thì em nghĩ là cảm xúc cũng dâng trào rất là nhiều. Từ đây xuống Mỹ Tho bao nhiêu cây em ha? Ủa chưa đi lần nào à? Có đi rồi nhưng mà không có để ý anh Quyền Linh. Chính em chạy về Võ Văn Kiệt, em đi ra quận 6, em leo lên cao tốc, em chạy cái ào tới khoảng chừng 30 phút là tới Mỹ Tho rồi. Gì được. Nói chung 2 tiếng anh cũng đi nữa. Sau này em với anh quen nhau thì thí dụ em có thể ở trên này hay là ở dưới? Thì cái hoàn cảnh gia đình anh em cũng biết rồi. Ba mẹ chỉ có một mình anh thôi. Mẹ thì cũng hơi lớn tuổi, khó mà cũng sống xa nhà được. Về quận 9 sống với anh được không? Em do là em đi làm xa nhà nên là không ở chung với ba mẹ. Gia đình mà có ba mẹ thì em nghĩ cũng tốt. Rồi ví dụ như giờ nếu mà cổ lên quận 9 ở đây trên đây với em thì em có xin được việc làm cho cổ không? Em làm mình lĩnh vực gì? Quên nữa. Em trưởng nhóm bán hàng. Lĩnh vực này em cũng rành lắm. Tại chị Vân ơi, công việc của em không phải là làm trong văn phòng. Công việc của em là đi thị trường. Dễ mà, thành phố Hồ Chí Minh là cái mạng này phát triển dữ lắm. Yeah. Không có lo. Yeah.
Anh nghĩ là một người có tài thì ở đâu cũng có việc làm thôi. Anh nghĩ là như vậy đó. Yeah. Mình sẽ tìm được thôi. Yeah. Yeah. Em có suy nghĩ gì về cái vấn đề đó? Thì lương anh thì không được cao lắm. Lương của anh, nói chung là em thì không quan trọng vấn đề lương. Mà quan trọng á, là trong cái cuộc sống của mình á, là mình có cái chí cầu tiến. Thì công việc của anh thì nó cứ như vậy thôi, ngày nào cũng vậy. Dạ. Cấp sách vở lên trường dạy, hết giờ đi về. Nó cũng ổn định. Dạ. Cũng không có gì đột phá thay đổi. Em phải tìm tự tìm sự đột phá chứ, đúng không? Cuộc sống đôi khi nó còn cần phải có sự bất ngờ, thay đổi nào đó cho nó thú vị hơn. Đúng không thầy giáo? Em hiểu ý anh Linh nói. Bây giờ em thử nhìn quấy của làm, em làm bài thơ, bài văn nào đó thử xem. Có, em có làm bài thơ cách đây mấy ngày. Xin tặng em bài thơ. Em có thích thơ không cưng? Dạ có ạ. Đó, vậy đúng rồi, em đọc đi. Gửi em. Tâm đầu ý hợp vượt bão giông, yêu nhau cho hạnh phúc mặn nồng. Mình cùng xây tổ ấm yêu thương, cùng nắm tay ta đi hết dặm trường. Thơ em thích nhưng mà em cũng xúc tích. Vậy đó, mình có điểm chung rồi đó. Nãy em nói mình có điểm chung rồi, giờ em mới... Anh ơi, mình gặp nhau đây là duyên mình có, phận thì sao anh? Đổi liền. Phận thì chờ chút nha em. Không có nghĩ ra được thì có... Mình đã gặp phận thì sao anh? Như vậy mình phải tiến nhanh. Gì đó. Tiến hành bấm nút. Tiến hành bấm nút. Đôi ta xung vầy. Đôi ta xung vầy. Em phải có giấy không biết rồi em. Thông cảm giờ anh tự nhiên chưa nghĩ ra được cái thơ đó. Rồi thôi được rồi. Dạ. Anh đã một lần đổ vỡ. Anh hiểu được giá trị của hạnh phúc. Hy vọng là hôm nay chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Dạ. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả. Chuẩn bị. Hãy bấm bằng trái tim của mình. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực ra chị nói thật với em là em bấm cái nút này là chị thực sự là chị cảm ơn em. Bây giờ thì mình đặt nụ hôn đầu tiên. Phép cô cho con hôn em một cái. Cô xúc động nãy cô dưới cô xúc động lắm luôn á. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu hai bạn tiến đến hôn